Bến Tre 1 nha mấy bạn. Từ xã chạy qua đây là hướng qua Mỹ Nang nè. Ở trong đây cũng đẹp vui lắm, để anh dẫn mấy bạn đi nha. Đó đây thì làm quán cà phê rồi, tại đó đây làm lẻ hơi dừa á, nhưng mà giờ làm quán cà phê rồi. Đây có con xe ngựa à, chắc hôm Noel nó còn á, nó xe bò chứ. Tối quá hay em gõ con bò. Đó, có giờ con nước như cái cối sai. Mấy đứa đạp xin lon rồi. Không mấy tập đi bộ. Vô mấy bạn. Cái tối mới có chạy xe nha, ngày không có đâu. Đây có cái hồ nước bự. Có con nít chạy xe đi vui lắm bạn ơi. Ở đây tối qua đi ngồi chơi cũng được. Thoáng mát, sạch sẽ. Các bạn coi video ý hay thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ ủng hộ mình nha mấy bạn. Này làm lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Ở công viên rồi để luôn. Này này có quán ngăn, ngăn gần nít. Cái học giả nhưng mà quán. Mấy chục ngàn giờ. Công viên cá cối. Ừ, đây là mấy con heo nữa. Tối quá em rõ. Đây thì nó cũng ngắn rồi, tại vì nó có mấy quán cà phê nó chiếm hết rồi. Nó chạy chơi vô nữa này. Như là 40.000 một tiếng hay là 30 vậy. Hết nha mấy bạn. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ mình nha mấy bạn. Chào mấy bạn.